Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin dự báo giá vàng tuần tới từ ngày 8 tháng 1 đến ngày 14 tháng 1 năm 2024. Mình phải cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn cùng gia đình ngày nghỉ cuối tuần sức khỏe, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui. Thưa các bạn, thị trường vàng thế giới vừa kết thúc tuần giao dịch biến động khá mạnh với xu hướng giằng co, qua đó ghi nhận mức giảm nhẹ của tuần đầu tiên của năm 2024. Giá vàng đã trải qua tuần đầu tiên của năm 2024 ở trên mức 2.000 đô la Mỹ một ounce, nhưng chúng đã bị kéo lên xuống khi thị trường cố gắng điều chỉnh kỳ vọng của họ về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong bao lâu dựa trên các công bố dữ liệu kinh tế. Sau khi giá vàng giao dịch đi ngang vào phiên ngày hôm thứ Hai và thứ Ba, vàng đã bị bán tháo mạnh sau khi biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang tháng 12 được công bố trong phiên ngày hôm thứ Tư. Điều này dường như cho thấy rằng Fed không vội vàng hạ lãi suất. Sau đó, vào sáng ngày hôm thứ Sáu, báo cáo bảng lương phi nông nghiệp mạnh hơn dự đoán đã đẩy giá vàng xuống mức thấp nhất trong phiên dưới 2.025 đô la Mỹ. Sau đó, chỉ số PMA dịch vụ ISM kém hơn mong đợi đã đẩy nó lên mức cao nhất trong phiên trên 2.063 đô la Mỹ. Tính chung cả tuần vừa qua, giá vàng thế giới ghi nhận mức giảm 18 đô la Mỹ một ounce với tỷ lệ 0,8%. Tuần trước, phần lớn giới phân tích cho rằng tuần này giá vàng sẽ giằng co. Như vậy, nhận định của họ một lần nữa đưa ra không chính xác. Còn ở tại thị trường trong nước, nhà đầu tư đã chứng kiến một tuần giá biến động trong vùng hẹp. Qua đó, giá vàng miếng ghi nhận mức tăng 1 triệu đồng một lượng, trong khi giá vàng nhẫn bố số 9 chỉ ghi nhận mức tăng 50.000 đồng một lượng. Hiện giá vàng thế giới đang thấp hơn 14.900.000 đồng một lượng so với giá vàng miếng và 2.900.000 đồng một lượng so với giá vàng nhẫn bố số 9. Lượng vàng nắm giữ của SPDR, quỹ tín thác vàng lớn nhất toàn cầu hiện nay là 869,6 tấn vàng. Trong tuần, quỹ ETF này giao dịch tất cả là 3 phiên với cả 3 phiên bán ra tổng cộng 9,51 tấn. Trong vòng 1 tháng trở lại đây, quỹ ETF này đã bán ròng nhiều hơn mua. Trên đây là một số thông tin về giá vàng trong tuần vừa qua. Sau đây là những diễn biến cũng như phân tích nhận định về giá vàng của các chuyên gia trong tuần tới. Mời các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Thưa các bạn, hôm nay là ngày Chủ nhật đầu tiên của năm 2024. Trước khi đi vào phân tích xu hướng của giá vàng trong tuần tới, giới thiệu với các bạn một trang web đọc tin tức, phân tích kỹ thuật và tích hợp nhiều điều trong đó. Đó chính là trang Fatbull. Trang web này cũng khá nhiều anh chị em đang sử dụng và đều có những phản hồi tích cực vì các dữ liệu quan trọng của một nhà đầu tư cần có đều tích hợp trên trang web này. Ngay ở giao diện chính, chúng ta có mục lịch kinh tế, biểu thị thời khóa biểu nội dung của các tin tức tài chính mới. Khi ấn vào lịch kinh tế, chúng ta sẽ có các đánh giá tác động của tin tức liên quan đến các cặp tiền hay là hàng hóa tương ứng. Đây là thông tin hữu ích. Các bạn cũng có thể tìm đến các thông tin có màu đỏ mỗi ngày trong tuần để đọc, vì đây là các thông tin mang tính vĩ mô sẽ ảnh hưởng mạnh đến thị trường. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tham khảo tín hiệu trí tuệ nhân tạo AI. Đây sẽ là mục gợi ý cho người chơi vào lệnh cụ thể, thời điểm chốt lời hoặc là cắt lỗ. Bên cạnh mục AI là mục phân tích. Tại đây sẽ là tổng hợp quan điểm từ các tổ chức hàng đầu trong và ngoài nước về thị trường. Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ, đồng đô la Mỹ lấy lại sức mạnh. Ví dụ như mỗi lệnh mua hay bán, chúng ta có thể bấm vào. Tới đây, ta sẽ thấy họ chứng minh vì sao mua và vì sao bán. Đồng thời, họ cũng phân tích lý do rất chi tiết. Bên cạnh mục phân tích là mục chuyên đề, đây là các thông tin về chính trị trên thế giới. Cuộc xung đột giữa Palestine và Israel, xung đột giữa Nga và Ukraine và một số nước trên thế giới khác. Ngoài các thông tin cơ bản để đọc tin tức, trang web này còn cung cấp cho người dùng cả biểu đồ phân tích kỹ thuật tại mục thị trường. Tại đây, các bạn sẽ chọn loại hàng hóa và tài sản mình muốn phân tích. Ví dụ, mình chọn vàng. Cũng như trên trang Trading View, tại đây, các bạn cũng có thể lựa chọn các chỉ báo mà mình yêu thích bằng cách lựa chọn vào Edit Curve.
Nền tảng này đã được tích hợp cả trên giao diện website và app điện thoại. Đường link mình để ở phần mô tả dưới video này, các bạn hãy cùng tham khảo và trải nghiệm nhé. Thưa các bạn, khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kiku News cho thấy chính xác một nửa số các nhà đầu tư bán lẻ đang kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Trong khi có tới 2/3 các nhà phân tích thị trường đang có quan điểm lạc quan về triển vọng ngắn hạn của kim loại quý này. Ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex cho rằng giá vàng sẽ giảm trong tuần tới. Ông nói, chúng ta đang ở thời điểm kháng cự dài hạn và mặc dù tôi không nghi ngờ rằng vàng có thể vượt qua điều đó vào một thời điểm nào đó trong năm nay, tôi vẫn đặt câu hỏi về thời điểm điều đó xảy ra ngay bây giờ với chỉ số giá tiêu dùng CPI cơ bản dự kiến sẽ ở mức 4%. Ông Adrian Day, chủ tịch của Adrian Day Asset Management, đã chuyển quan điểm ngắn hạn về vàng sang xu hướng tăng giá. Ông nói, báo cáo việc làm của Mỹ gây bất ngờ cho thị trường, nhưng vàng dường như đã bỏ qua điều đó. Cục dự trữ liên bang Mỹ Fed sẽ không thay đổi hướng đi nữa, có thể chỉ là di chuyển chậm hơn một chút so với suy nghĩ của thị trường trước đó, có phần lạc quan. Ông Sean Look, đồng giám đốc phòng ngừa rủi ro thương mại tại Watchading tin rằng, đợt bán tháo tuần này sau bảng lương phi nông nghiệp và đợt tăng giá sau khi dịch vụ ISM đều nhằm điều chỉnh kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed. Nhưng xung đột âm ỉ ở Trung Đông cũng đang hỗ trợ cho giá vàng và bạc. Ông nói, nếu điều đó tiếp tục, hoặc chúng ta tham gia vào một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn ở đây, thì tất cả mọi sự đặt cược đều đã kết thúc. Điều đó sẽ tập trung năng lượng và thước đo nỗi sợ hãi vàng và bạc có thể sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi điều đó. Theo mùa, con đường ít trở ngại nhất sẽ cao hơn ở các thị trường đó trong thời gian đầu năm. Nhưng chúng ta sẽ xem liệu điều đó có thành hiện thực một lần nữa hay không. Tôi nghĩ dù sao đi nữa, vàng sẽ được ưa chuộng ở đây bởi vì khi lãi suất tăng vào năm ngoái, vàng đã giảm một phần. Nhưng bạn vẫn kết thúc năm với mức tăng cao. Qua đó cho thấy một số mức tăng thực sự tốt. Giá vàng đã tăng 13% và chốt năm ở mức tăng khoảng 250 đô la Mỹ. Tuần này, có 9 nhà phân tích trên phố Wall đã tham gia khảo sát vàng hàng tuần của Kiku News. Có 6 chuyên gia, tương đương với 66% dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn trong tuần tới. Trong khi chỉ có một nhà phân tích, chiếm tỷ lệ 11% dự đoán giá vàng sẽ giảm. Hai nhà phân tích còn lại, tương đương với 22% có quan điểm trung lập. Trong khi đó, có 301 phiếu bầu đã được bỏ trong các cuộc thăm dò trực tuyến trên thị trường. Trong số này, có 149 người được hỏi, tương đương với 50% cho biết giá vàng sẽ tăng. 79 người khác, tương ứng với 26% dự đoán giá vàng sẽ giảm. Trong khi 73 người còn lại, tương đương với 24% cho biết giá vàng sẽ đi ngang. Thưa các bạn, cuộc khảo sát mới nhất cho thấy các nhà đầu tư bán lẻ kỳ vọng giá vàng sẽ giao dịch ở quanh mức 2049 đô la Mỹ một ounce vào tuần tới. Khi các nhà giao dịch và các nhà đầu tư quay lại thị trường sau kỳ nghỉ lễ, sự kiện rủi ro lớn nhất đối với giá vàng vào tuần tới là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 12 sẽ được công bố trong phiên ngày hôm thứ Năm. Nếu như lạm phát tiếp tục giảm, nó có thể một lần nữa thúc đẩy sự lạc quan của thị trường về khung thời gian giảm lãi suất thấp hơn. Các thị trường cũng sẽ nhận được cán cân thương mại tháng 11 của Hoa Kỳ vào phiên ngày hôm thứ Ba, hàng tồn kho bán buôn cho tháng 11 và đơn đăng ký thế chấp vào phiên ngày hôm thứ Tư, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần vào phiên ngày hôm thứ Năm và chỉ số giá sản xuất PPI của Hoa Kỳ cho tháng 12 vào phiên ngày hôm thứ Sáu. Ông Adam Button, người đứng đầu chiến lược tiền tệ tại Forex Line cho biết, các yếu tố thời vụ và dữ liệu việc làm mới nhất cho thấy giá vàng cao hơn, nhưng phản ứng của kim loại quý này với chỉ số giá tiêu dùng CPI sẽ là yếu tố then chốt. Ông Button cho biết, bảng lương phi nông nghiệp là một chỉ báo tụt hậu, trong khi dịch vụ ISM là một chỉ báo hàng đầu. Cả hai đều không ổn định. Nhưng nếu số ISM đúng thì có một số điểm yếu trong nền kinh tế Mỹ và điều đó sẽ khuyến khích Fed cắt giảm lãi suất. Ông cảnh báo rằng cả thị trường và Fed đều chưa có thông tin chính xác về động thái lãi suất tiếp theo. Có rất nhiều dữ liệu từ nay đến ngày 20 tháng 3. Nhưng tôi nghĩ câu hỏi sẽ ngày càng là liệu có muốn bắt đầu đưa ra một số biện pháp bảo hiểm chống lại nền kinh tế đang suy yếu hay không? Ông cho biết,
Vào tháng 6 hoặc tháng 7, chúng ta có thể sẽ nhận được những con số lạm phát thấp hơn. Tất cả bắt đầu đều có vẻ có thể sẽ giảm xuống dưới 2% nếu như hàng hóa vẫn ổn định. Ông nói, hiện tại mọi thứ đều hướng tới vàng, nhưng giờ đã đến lúc phải hành động. Vàng phải vượt qua mức 2.100 đô la Mỹ một ao vào thời điểm đóng cửa hàng tháng của tháng 1. Nếu không, có lẽ điều đó sẽ không xảy ra. Tôi cũng có thể thấy đồng đô la Mỹ giảm giá vào tuần tới, vì vậy tôi chắc chắn giá vàng sẽ tăng giá. Ông Mark Chandler, giám đốc điều hành tại Bannock Bullgovan Forex dự đoán, vàng sẽ giao dịch đi ngang vào tuần tới và ông đang xem báo cáo CPI để biết hướng đi. Khi đồng đô la Mỹ giải phóng mức tăng ban đầu của nó, vàng đã bắt kịp giá thầu và phục hồi từ mức 2.025 đô la Mỹ. Việc di chuyển lên trên mức 2.050 đô la Mỹ có thể sẽ kiểm tra lại mức 2.075 đô la. Nhưng việc hợp nhất trong những ngày tới có thể là kịch bản dễ xảy ra nhất. Ông Darlene Nelson, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Berkshire cho rằng vàng có thể sẽ tăng trong tuần tới. Mặc dù xu hướng ngắn hạn của hợp đồng tương lai tháng 2 vẫn giảm, nhưng thứ 6 có thể sẽ chứng kiến nó hoàn thành phạm vi tăng giá bên ngoài. Nếu vậy, điều này cho thấy vàng tháng 2 có thể sẽ phục hồi vào đầu tuần tới, có thể kiểm tra lại mức cao nhất trước đó là 2.098 đô la Mỹ một ao. Nhà phân tích cấp cao ông Jim Wyckoff của sàn Kitco Metal dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục giao dịch trong phạm vi hiện tại vào tuần tới. Ông cho biết đi ngang và biến động khi các biểu đồ nhìn chung vẫn lạc quan, nhưng sự phục hồi của đồng đô la và sự gia tăng của lãi suất trái phiếu khiến những nhà đầu cơ vàng trở nên rụt rè hơn. Sau đây là các dữ liệu cần theo dõi trong tuần tới. Trong phiên ngày hôm thứ Năm, chỉ số giá tiêu dùng CPI của Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Trong phiên ngày hôm thứ Sáu, chỉ số giá nhà sản xuất PPI của Mỹ trong tháng 12. Thưa các bạn, với 66% chuyên gia trên phố Wall và 50% số người được khảo sát trên thị trường cho rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Số liệu khảo sát cho thấy tuần này, tỷ lệ nhận định giá vàng tăng của các chuyên gia trên phố Wall với tâm lý rất cao khi kim loại quý này đã giữ được ở mức giá trên 2.000 đô la Mỹ một ao. Mặc dù việc kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất đã giảm khi biên bản cuộc họp tháng 12 được công bố, đã khiến cho lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ và đồng đô la tăng giá mạnh, qua đó làm giảm giá vàng trong tuần đầu tiên của năm 2024. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng chắc chắn Fed sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm nay và vàng sẽ được hưởng lợi. Theo mình phát nhận thấy, tuần tới khả năng cao giá vàng sẽ biến động theo xu hướng giảm và có thể sẽ lùi về sát ngưỡng 2.000 đô la Mỹ một ao. Vì có khá nhiều thông tin cho rằng lạm phát của Mỹ trong xu hướng tăng trở lại trong tháng 12. Đối với giá vàng trong nước, nhất là giá vàng nhẫn bố số 9 sẽ ảnh hưởng mạnh từ biến động của thị trường vàng thế giới và mức giá cần theo dõi ở quanh ngưỡng 62 triệu đồng một lượng. Riêng giá vàng miếng SJC khả năng cao sẽ rơi mất ngưỡng 74 triệu đồng một lượng nếu như giá vàng thế giới quay đầu giảm. Các bạn hãy đón theo dõi nhé. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo giá vàng tuần tới từ ngày 8 tháng 1 đến ngày 14 tháng 1 năm 2024 trên kênh của Minh Phát. Đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn cùng gia đình ngày nghỉ cuối tuần sức khỏe, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.